Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã, đang và sẽ ủng hộ tôi tiếp tục hàng tháng ở trên patreon.com/leonè. Bởi vì các bạn chính là những người cái niềm vui và sự an ủi và làm tôi ổn định tâm hồn mỗi khi nhìn vô biết mỗi tháng vào ngày 1 hàng tháng tôi lại có lương về. Và đây là những người đã quyết định trở thành người trả lương hàng tháng cho tôi vào tháng này. Võ Vi, Sa Trương, Lộc Hồ, Kiếp Bom, Lucky Châu, Thư Nguyễn, Cường Trần, Nguyễn Duyên, Duy Trần, Sơn, Nguyễn Việt Hải, Thư Dương. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Mặc dù các bạn có thể nhắn tin hoặc là chưa nhắn tin cho tôi ở trên Patreon, tôi vẫn cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cũng giống như những người donate cho tôi qua bên VCB vậy đó. Trời ơi, các bạn không có thông báo gì cho tôi hết. Tại vì cái phần mà tin nhắn ở đó, nó lúc nào nó cũng bị cục hết đó. Không bao giờ mà thấy được các bạn muốn hỏi tôi gì hết. Nhưng tôi biết các bạn chắc chắn cũng ủng hộ tôi. Và có những lời nói cũng giống y chang như những người ở trên Momo đúng không? Cho nên bây giờ tôi sẽ đọc toàn bộ comment của những người ủng hộ tôi qua PayPal nha. Mức nết dễ sợ. Đầu tiên là bạn Trang Trần. Em xin gửi anh 100 đô for your dedicated work. Còn lại 200 đô anh gửi giúp em hoặc cho anh Bùi Đại Nghĩa hoặc các nơi chú Khanh Nguyễn giới thiệu. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn em. Và tôi đã gửi cho Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp ở ngoài miền Trung để mà ủng hộ những người mà bị lũ lụt ở ngoài miền Trung đó mấy bạn. Thì nó là 4.200.000 đô. Tại vì PayPal tỷ giá của nó thấp lắm. Còn bạn Hoàng Lê Minh cũng tương tự. Vẫn 20 cho anh và 80 cho miền Trung. Có gọi tên em thì cảm ơn Minh Gầy nhé. Em mong anh trích xuất ghi luôn nguồn các dẫn chứng. Anh cũng hiểu dẫn chứng cái gì nữa. Cái tên của em mà cũng có dẫn chứng nữa sao. Lạ quá. Anh và JV có sự tương đồng. Tuy khác nhưng rõ ràng. Tương đồng tuy khác nhưng rõ ràng. Ok, anh đã hiểu lời em nói. Chúc vui khỏe. Thì cái phần này anh cảm ơn em và anh cũng đã gửi rồi. Đây, các bạn nhìn thấy là biết ha. Còn bây giờ là bạn Thi My Hiền Nguyễn. Có lẽ là Nguyễn Thị Mỹ Hiền. Em mời anh leo ly cà phê nha. Ủng hộ anh Keep Up The Good Work. Cảm ơn em, anh vẫn đang đây. Bạn Đăng Lâm cũng vậy. Cảm ơn anh vì những gì đóng góp cho xã hội. Cảm ơn em. Bạn Long Nguyễn thì video đọc sách sao mới đúng. Làm tôi sống lại cảm xúc một thời say mê đọc truyện của Jules Verne. Như những đứa con của thuyền trưởng Grant. Hồi đó cái truyện đó tôi mê lắm mấy bạn. Tôi coi phim á, hồi xưa TV nó chiếu mà nó không phải chiếu như bây giờ chiếu liên tục đâu. Bạn có thể coi lại trên mạng hay gì. Thời đó là bỏ vào một bữa là coi như không biết cái kết quả, không biết cái cuốn đó, cái tập đó nó như thế nào luôn, khổ lắm. Những đứa con của thuyền trưởng Grant. Thì bạn nói tiếp là theo bạn thì nên đọc sách đa dạng vậy thì có nên đọc kiếm hiệp Kim Dung hay không? Cảm ơn và chúc sinh nhật Trần Đại 38. Thì tôi nói là các bạn không những nên đọc kiếm hiệp của Kim Dung mà nên đọc cả tiên hiệp của các tác giả Trung Quốc vào thời hiện đại nữa. Đặc biệt là tác giả Nhĩ Căn. Nhĩ Căn có bút lực có thể nói là cực kỳ. Tôi cảm thấy đây như là một Kim Dung của thời hiện đại vậy. Có khác là Kim Dung là người Đài Loan, người Hồng Kông ta. Còn Nhĩ Căn là người Trung Quốc. Các bạn đọc cái đó các bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa những người sống ở từng thời đại và từng cái xã hội khác nhau. Kim Dung sống ở một xã hội tự do, suy nghĩ của ông khác, chuyện ông viết khác. Nhĩ Căn sống ở Trung Quốc, truyện cũng viết khác. Cho nên mặc dù các bạn coi Nhĩ Căn thấy viết rất hài, rất hay, đặc biệt là tác phẩm Nhất Niệm Vĩnh Hằng, nhưng các bạn coi trong đó các bạn sẽ thấy suy nghĩ của một người đang sống ở Trung Quốc nó như thế nào. Tiên hiệp á, nó có thể nói về những thế giới giả tưởng, nhưng đằng sau sự giả tưởng đó lại là suy nghĩ của những con người thật sự đang sống trong xã hội Trung Quốc hiện tại. Một ngày đó tôi sẽ làm clip nói về vụ này, nhưng tạm thời qua đi. Xin cảm ơn các bạn Long Nguyễn nhé. Bạn Đức Huy Nguyễn ủng hộ anh Di Leo từ California. Cảm ơn em. Bạn Thắng Niêm Hồng. Từng ghét anh nhưng sau này mới biết đời nó còn tệ hơn những gì anh nói. Em cảm ơn anh và hy vọng anh làm ra nhiều hơn nữa cái thứ món ăn hay ho này trong tương lai. Cảm ơn em, bởi vì cái tin nhắn của em cho anh thấy là không phải ai ghét anh cũng mãi ghét anh. Cái việc anh làm nó sẽ thay đổi. Nhiều khi những người ghét anh bây giờ sau này sẽ thích anh cho tới mức mà bỏ tiền ra để ủng hộ anh sao. Cảm ơn em nhé. Còn bạn Ngọc Đặng, nhờ anh quyên góp cho dân lũ lụt miền Trung. Cảm ơn anh, xin đi Đặng. Đây là phần tôi đã quyên góp, tôi đã gửi cho Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp rồi. Thì cảm ơn em đã nghĩ tới người miền Trung dù ở nơi xa xôi nhé. Bạn Duy Khoa Trần ủng hộ Duy Leo ra nhiều clip hay ý nghĩa. Cảm ơn bạn, tôi vẫn đang làm điều đó đây. Và bây giờ tới những bạn gửi qua Momo. Bạn Trần Đức Vinh đọc tên em Vinh đẹp trai vô địch vũ trụ. Wow, cái này giống như là quảng cáo vậy. Anh đã đọc rồi đó nha Vinh. Bạn Phạm Ngọc Tiên chúc mừng sinh nhật anh sớm, mời anh cái bánh kem, mong anh mang thêm nhiều kiến thức bổ ích cho mọi người. Thì cảm ơn em, anh không thích ăn bánh kem lắm, nhưng cái này thì anh thích. Yên tâm, anh sẽ tiếp tục làm. Bà Nguyễn Thái Ngân, em mới xem clip của anh gần đây thôi. Hầu như ngày nào em cũng phải coi clip của anh. Clip rất ý nghĩa và nhiều kiến thức. Cảm ơn cái món ăn tinh thần của anh. Cảm ơn em. Nhìn những tin nhắn kiểu như vậy tôi cảm thấy rất là vui. Bởi vì có một suy nghĩ rất là con nít của rất là nhiều đứa trẻ và những cái trang rác rưởi trên mạng. Nó hay nói tôi là kiến thức của thằng này vậy lên copy ba cái trang vậy, tao làm cũng được, ai làm cũng được. Thực ra đó là cách suy nghĩ của những đứa nhỏ. Bởi vì các bạn cũng biết, thầy cô, những giáo sư, tất cả những người bác học đều làm cái chuyện lấy kiến thức từ các nơi về. Nhưng kiến thức đó nó biến thành những cái video clip như vậy. Nó đòi hỏi cái người làm video clip đó
phải có trình độ. Trước tiên là trình độ ngoại ngữ, phải giỏi đủ để hiểu và chuyển từ tiếng Anh qua tiếng Việt. Sau đó biến những cái kiến thức đó từ rắc rối trở thành những cái kiến thức đơn giản dễ hiểu. Mà như tôi đã từng nói, để nói về một vấn đề mà nói một cách khó hiểu á, nó rất là dễ. Còn nói mà một vấn đề về một cách dễ hiểu, biến những vấn đề khó hiểu trở thành những thứ dễ dàng tiếp thu như là PTSD á, điều đó thể hiện cho thấy cái người đó phải có đầu óc cực kỳ siêu phàm. Và đó cũng là cái mà rất nhiều người ghét tôi, đó là tôi rất là trơ trẽn. Nhưng mà tôi giỏi thì tôi nói tôi giỏi. Các bạn, những người đang donate cho tôi, các bạn cũng thấy được điều đó, cho nên các bạn hiểu được điều đó, cho nên các bạn mới donate cho tôi. Còn những đứa trẻ ghét tôi, nó cảm thấy cái chuyện của tôi làm rất là đơn giản. Hãy thử làm đi, rồi sẽ biết các em ạ. Bạn Vũ Thùy Thùy Dương, anh rất giỏi mà giỏi nhất là sale, em thích. Anh thấy anh đâu có giỏi gì sale đâu em. Anh sale anh quá trời luôn mà không có một cô nào thích anh hết trơn, anh buồn gì hết sợ. Thì em xin phép order món ạ. Em order món gì? Cách dạy con cho SGM, SGD nói chung. Và khi người đời nói lời vô tâm với các bé nói riêng, SGM là cái gì? SGD là gì? Sugar Mommy với Sugar Daddy hả? Wow, cái này anh chưa có được ai bao nuôi hết. Anh cũng chưa bao nuôi ai hết. Làm sao anh có kinh nghiệm về cái này để mà nói đây? Nhưng mà cũng chính anh đã nói, muốn thì sẽ tìm cách giải quyết, còn không muốn thì sẽ tìm cách giải thích. Cho nên anh sẽ cố gắng nuôi bao ai đó, và để người nào đó nuôi bao anh, để có thể làm về vấn đề này cho em biết nhé. Nó giỡn như anh biết Sugar Mommy. Thiệt ra là SGM là Single Mom với Single Dad chứ gì. Yên tâm, anh sẽ có clip về vấn đề đó. Sau này anh sẽ cố gắng làm Single Dad, xong rồi anh một dao tử cung để biến thành Single Mom cho đúng ý của em. Bạn Hoàng Văn Trung gửi anh tách cà phê sáng. Xem clip sách của anh thấy hay quá, không biết anh có thể review mấy phút về cuốn Hắc não 1500 từ tiếng Anh không? Thì em ơi, em mà muốn giỏi tiếng Anh, em coi cái clip mà làm sao để giỏi tiếng Anh của anh đi ha. Coi cái clip đó là em sẽ hiểu, khỏi cần coi mấy cuốn này. Tin anh đi. Còn bây giờ là tới bạn Quách Bích Thủy. Mong anh làm một clip về việc trọng nam khinh nữ hay tôn sùng giới nam, như việc mặc định họ mạnh và thông minh giỏi giang nhiều việc hơn nữ giới, và mặc định nữ giới luôn luôn thua kém nam giới về mọi mặt. Ok, anh sẽ cố, em yên tâm đừng có lo, anh sẽ nói những cái chuyện đó. Thực ra cái này á, nó là do những cái quan niệm xưa cũ. Quan niệm xưa cũ thì rất khó để mà thay đổi. Thực ra thì có nhiều chuyện á, nam làm giỏi hơn nữ, nhưng có nhiều chuyện nữ giỏi hơn nam, chẳng hạn như đẻ con. Nam không thể nào làm được điều đó hết. Trời ơi, bây giờ nam mà đẻ con không biết đẻ theo đường nào luôn á. Anh nghĩ tương tự thôi, không phải đường kia thì cái đường nọ thì anh đều cảm thấy đau đớn hết. Yên tâm, mình sẽ làm một ngày nào đó, vậy ha. Bạn Nguyễn Bá Lộc, chúc anh luôn được nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục cống hiến như thế hệ trẻ. Mong được mời anh một chầu cà phê và một bữa ăn anh nhé. Cảm ơn anh về tất cả. Thì hiện tại em đang mời đó, em mời nhiều bữa nữa đi. Một ngày nào đó chúng ta gặp nhau rồi em lại mời tiếp nữa. Sushi, anh ăn mấy món đơn giản lắm. Hoặc là sushi, hoặc là sushi rồi sushi nữa nè. Đơn giản vô cùng. Lúc đó anh khỏe lắm em ơi, không phải trả tiền tự nhiên thấy khỏe. Ai cũng, chúng ta cũng vậy đúng không? Ngay cả khi bạn bị đau bao tử, người khác mời đi ăn bạn cũng vẫn cảm thấy hôm nay hết đau rồi. Công nhận anh trẻ dễ sợ. Bạn Trương Hoài Phong, anh Leo nghĩ sao về xét tiếng Việt lớp 1 năm nay? Thực ra cái này anh nghĩ là trên mạng có đủ cái ý kiến rồi. Nhưng mà về anh á, thì anh đã nói nhiều lần giáo dục Việt Nam rồi. Copy đi, copy những nước giỏi nhất như là Phần Lan, như là Nhật Bản, như là Mỹ. Đừng có ngồi mà sửa suy diễn làm gì hết trơn á đó. Thế giới phát triển là nhờ copy, copy người giỏi. Không có cần phải ngồi cố gắng sáng tạo ra cái chuyện người ta đã làm ra rồi chi cho nó mệt hết á. Nhưng mà anh sẽ một ngày nói về cái vụ này ha. Bạn Nguyễn Dương Xuân Thi, chúc anh Leo và team khỏe mạnh. Cảm ơn em. Anh nhìn con số là tự nhiên cảm thấy trời ơi, năng lượng nó tràn trề trong người anh luôn. Wow, xin cảm ơn mọi người. I am strong. Cảm ơn Thi. Còn đây là Trần Lê Gia Bảo. Chào anh Leo, em chỉ là học sinh lớp 10 nên không có gì nhiều. Em rất trân trọng những gì anh đang làm cho đất nước. Cảm ơn anh rất nhiều. Wow, mới lớp 10 thôi mà đã hiểu chuyện như vậy. Khá lắm, một ngày nào đó em sẽ khổ như anh. Nói giỡn nhưng không có đâu. Em mà lớn lên thì thế giới nó đã thay đổi rồi. Tại vì những người bạn giống như em, những đứa nhỏ mà có cha có mẹ cùng có clip của anh á, nó sẽ thay đổi đất nước. Lúc đó em sẽ không còn khổ nữa, mà có nhiều người cùng có đầu tri thức. Thế giới nó thay đổi dữ lắm. Việt Nam, anh sẽ tin một ngày nào đó Việt Nam sẽ thay đổi thôi. Bạn Lê Hình Kim Ngân, happy birthday anh Leo. Cảm ơn em Ngân sâu, anh nhìn là anh biết rồi. Võ Thành Nhân, em có thằng bạn thân nhưng khi nó nói anh phản động nên em nghỉ chơi rồi. Anh thấy em phản hơi quá nhưng mà anh cũng hiểu được em. Có rất là nhiều người nói anh phản động, có rất là nhiều người nói anh lưu vong này nọ, thì anh có làm clip nói về vụ đó rồi. Thật ra như anh đã nói, người ta luôn muốn tin vào những gì người ta muốn tin thôi, còn sự thật thì nó nằm chần dần ra, người ta vẫn không tin. Anh nói là anh nói bằng báo, báo tuổi trẻ thanh niên này nọ, anh cũng lấy từ trong luật pháp ra. Toàn bộ những thứ đó anh không có thêm bớt gì hết trơn á đó. Vậy thì anh phản động ở chỗ nào? Những điều anh nói cũng là những điều VTV nói, giống như là VTV copy của anh vậy đó. Đặc biệt là về cái vấn đề lũ lụt, đại biểu quốc hội cũng nói y chang anh luôn, nhưng anh lại thành kẻ phản động. Đó là chẳng qua
khi mà người ta tin là anh xấu thì người ta sẽ nghĩ anh xấu mãi mãi thôi. Nhưng mà anh hy vọng một ngày sẽ có nhiều người như em, lúc đó thì anh sẽ không còn xấu nữa. Nhớ share clip nhé, để làm cho những người khác người ta hiểu giống như em. Còn đây là một bạn, bạn muốn che tên thì cảm ơn bạn. Xem nhiều clip và nhiều lần tôi mới hay mình bị trầm cảm. Tôi cũng vui khi mà clip của tôi đã giúp được những người như bạn. Những cái clip mà vấn đề về tâm lý xã hội của anh á, nó ít view hơn bình thường. Tại vì xứ chúng ta không nghĩ rằng tâm lý hay sức khỏe tinh thần nó có gì quan trọng hết. Chúng ta khỏe mạnh bên ngoài là được rồi. Không có đâu mấy bạn. Các bạn cũng biết khi mà mình mệt ở trong đầu của mình á, mình không có muốn làm gì luôn á, thì đó là sức khỏe tinh thần của mình á. Nó nhiều khi còn quan trọng với sức khỏe thể chất nữa. Bạn có thể tập thể dục cho cơ bắp được, nhưng làm sao để tập cho não? Thật ra rất dễ. Coi clip của anh Leo, não sẽ đô lên, cơ bắp lên. Tin tôi đây. Còn đây là bạn Đào Duy Thông L. Hai anh Leo, clip tiến hóa của anh rất hay. Dù đang khó khăn em vẫn đóng góp một ít để anh có thêm động lực làm clip. Tuy ít nhưng vẫn hy vọng được anh đọc tim. Như vậy là em muốn được đọc tên, hay là em chỉ muốn lên TV chứ không phải là em ủng hộ anh phải không? Phải không? Nói giỡn thôi chứ anh hiểu. Cảm ơn em. Vậy đó là toàn bộ những phần comment của các bạn ủng hộ tôi. Vậy ha, hết rồi đó. Bye. Ủa nó giỡn vậy thôi chứ chưa có bài đâu. Đây là phần comment trái chiều. Nói thiệt á, kiếm những comment trái chiều rất là khó các bạn ơi. Trời ơi, cuối cùng mới kiếm được một cái comment mà nó nói chung là ngắn và đọc được, có thể giải thích được. Đây là comment của Viết Tiếng Phạm. Dư leo, dư chuột bán nước. Các bạn cũng biết các bạn muốn bán cái gì thì trong tay các bạn phải có cái đó. Bạn muốn bán Pepsi, bạn muốn bán Coca, bạn muốn bán bia thì trong tay bạn phải có những thứ đó. Tôi cũng như các bạn Viết Tiếng Phạm này và tất cả các bạn đang coi clip của tôi, chúng ta là người dân. Người dân chúng ta có cầm đất nước trong tay không? Không, cái mà bạn có thể bán được là nhà của các bạn, có thể bán xe của các bạn. Chứ muốn bán được đất nước thì bạn phải cầm cả đất nước trong tay. Tôi là người dân sao tôi bán nước được? Nhiều bạn vẫn nghĩ tôi phản động, tôi lưu vong. Tôi có làm cái clip đó rồi, tôi đang ở Sài Gòn. Tôi làm đúng những gì mà pháp luật cho phép. Những gì tôi nói là nói lên những cái xấu của đất nước, những cái chưa được của đất nước, để cho người lãnh đạo đất nước người ta tìm cách sửa chữa những cái đó. Đó là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người dân như chúng ta. Có điều nhiều bạn không biết tới cái quyền đó, cho nên các bạn cảm thấy lạ lẫm. Tại sao có một người cứ nói những cái xấu đất nước vậy? Thì tôi cũng có clip nói về cái vụ đó rồi, nhưng có thể nói ngắn gọn ở đây. Đó là nói ra cái xấu là để cho nhà lãnh đạo quản lý đất nước, người ta nhìn, người ta biết, người ta sửa. Tại vì các bạn cũng biết, ở trong cái xóm của chúng ta, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhìn thấy rõ một cái kẹt cửa còn rác. Chúng ta có thể nhìn thấy, à rác nằm ở kẹt cửa nè, chú ơi quét giùm chỗ này đi. Chúng ta họp tổ dân phố, chúng ta nói, à cái tổ dân phố của chúng ta còn cái vấn đề này nè. Thì những người mà nói lên những cái đó bị ghét. Tại vì sao mày suốt ngày cứ nói những cái này vậy? Nhưng chính nhờ những người đó, đường phố, đất nước nó mới sạch đẹp. Tôi làm những người như vậy. Tôi bị ghét cũng bởi vì tôi làm những cái chuyện như vậy. Tại vì giữa một rừng báo chí, tất cả nhiều người khen những cái đẹp, không có ai nói những cái đó hết. Thì tôi làm người xấu, chịu khó đóng vai xấu một chút xíu, nhưng mà dẫn tới những cái như vậy. Dư leo dư chuột bán nước, tôi thấy nó rất sai. Đã nói rồi, muốn bán nước tôi phải cầm nước ở trong tay. Tôi chỉ là dân như bạn thì tôi bán cái gì? Tôi chỉ có thể bán kiến thức của tôi, bán nước bọt. Đó chính là những cái món ăn tinh thần, những cái kiến thức được chắt lọc và nấu nướng một cách phù hợp để biến những vấn đề khó khăn, rắc rối trở thành những vấn đề vô cùng đơn giản, dễ tiếp thu. Điều đó cần một bộ óc siêu phàm, một cái tri thức, một con người thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Cho nên tôi là một người đáng được tôn trọng, kính nể, chứ không phải là những cái câu như vậy. Tôi nghĩ các bạn, những người hiểu tôi, những người donate cho tôi, những người đã bấm subscribe cho tôi, chính là những người hiểu điều đó. Mà tôi hy vọng là ngày sẽ có một nhiều người hiểu những điều tôi đang làm hơn. Và đó là lý do tôi luôn kêu các bạn bấm subscribe. Và các bạn hãy share những cái clip này để cho những người khác chưa hiểu, người ta hiểu điều đó. Đơn giản lắm, chỉ cần share thôi. Đừng có share mà cho chỉ mình tôi, hay là share only me. Hãy share public, công khai, để người ta coi thì người ta mới hiểu được. Vậy ha, đó là thông điệp của tôi cho cả những bạn support cho tôi, ủng hộ tôi và cả những người ghét tôi nữa. Xin cảm ơn các bạn.